Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách nhé để làm sao làm mở nhiều khuôn mặt bằng Filmora 11. Tại vì mình thấy có nhiều bạn yêu cầu cái tính năng này trong Filmora 11 nhé. Filmora 10 thì các bạn cũng có thể làm tương tự. Ok. Ví dụ là như những cô gái chàng trai như này, mình sẽ làm mở cái khuôn mặt của người ta. Ok, bây giờ sẽ đi vào phần mềm nhé. Như các bạn nhìn thấy ở đây nhé, mình có làm một cái ví dụ ở đây thì là cái timeline của Filmora 11 của mình nhé. Ở đây mình có mấy cái track này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái track, trong đó cái 3 cái track là video và 3 cái track là hiệu ứng mờ. Thực ra thì có thể xóa tất cả đi nhé. Để mà thực hiện cái hiệu ứng này ấy, thì bạn sẽ cần là hai thứ. Một là motion tracking và thứ hai nữa là cái hiệu ứng mờ. Thì để mà thực hiện rất là đơn giản, mình sẽ xóa tất cả các cái track trống này ở trên timeline đi nhé. Đầu tiên mình sẽ đưa cái video xuống, ví dụ video này chẳng hạn. Video này lấy ở trên cái kho miễn phí của Filmora thôi. Ở đây mình có mặt ba cô nhá, ba cô gái và một chàng trai, đúng không? Giả dụ mình muốn là mờ mặt cô này, cô này, cô này. Thực ra mặt cô này thì cũng hơi mờ. Trước tiên mình sẽ dùng cái tính năng motion track. Đầu tiên bạn đưa cái kim thời gian về đầu của cái clip nhé. Đưa về đầu của cái clip. Sau đó bạn sẽ nhấn vào nút này nhé, motion tracking nhé. Các bạn chú ý là cái motion tracking này là một cái tính năng nâng cao của Filmora. Đơn giản nếu như bạn dùng bản miễn phí ấy, thì bạn chỉ được trải nghiệm trong vòng 3 ngày thôi. Tức là nếu mà bạn muốn dùng nó luôn ấy thì các bạn phải mua bản quyền của Filmora nhé. Mình có hỗ trợ các bạn mua bản quyền với mã giảm giá là 20% ấy. Hiện tại vẫn là 63.99 đô sau khi có mã giảm giá rồi. Và quy ra tiền Việt Nam nó là 1 triệu 500 75 nghìn hoặc là 1 triệu 590 nghìn gì đấy. Ok, bạn ấn vào đây, motion track. Sau đó bạn sẽ chỉnh cái điểm track này. Ví dụ mình muốn làm mờ cái mặt cô gái đầu tiên, mình sẽ đặt cái điểm track nó vào ngay đầu này nhé. Các bạn chú ý là nếu như là các bạn muốn ẩn hay hiện cái điểm track ấy, thì các bạn ấn vào cái con mắt này. Sau đó các bạn ấn nút này, start tracking nhé. Nó tùy theo cái độ dài của cái clip mà cái thời gian nó track lâu hay mau. Bạn cứ ấn vào đây, start tracking. Đó, cái này mặt cô này thì tương đối đứng im một chỗ nên là track nó cũng rất là dễ, nó không bị kiểu chạy chạy lung tung. Đợi một tí, 69-75%. Rồi, ok, sau khi track xong thì các bạn nhấn tiếp vào cái menu sổ này nhé. Menu sổ này, sau các bạn nhấn vào chữ này, Add a Mosaic. Mosaic nó là kiểu giống như hiệu ứng mờ ấy. Kích vào đây, Add. Đó là bạn đã có một cái hiệu ứng mờ ngay trên khuôn mặt rồi. Và bạn có thể chọn loại khác. Mình sẽ chọn loại này, ví dụ. Sau mình kích vào đây để mình điều chỉnh nó cái độ to nhỏ nhé. Kích vào cái hiệu ứng mờ ấy, điều chỉnh cái độ to nhỏ. Đặt vào đúng cái mặt. Các bạn có thể chỉnh được cái gọi là độ độ mờ bao nhiêu ấy, blur amount này. Đó, cho mờ thêm này. Hoặc là cái độ trong suốt của cái hiệu ứng mờ. Đây là 100% thì nó như này, nếu mà kéo về 0% nó không mờ nữa. Mình sẽ để ở đây thôi. Chỗ này thôi. Ok, 76%. Đây là xong cái khuôn mặt thứ nhất, các bạn kích vào ok, các bạn play. Đó, cái hiệu ứng mờ này nó sẽ đi theo cái khuôn mặt này. Để mà làm hiệu ứng mờ cho cái khuôn mặt thứ hai thì các bạn sẽ phải thêm một cái video track. Bạn ấn vào nút này nhá, cái nút quản lý video track, ấn vào đây. Sau đó bạn add thêm một cái video track. Ok, ở trên cùng rồi nhá. Sau bạn chọn một cái đầu của video track. Sau bạn copy cái này, copy cái video clip này. Hoặc là bạn có thể nhấn Ctrl D để bạn kiểu sao chép nó ra. Bạn nhấn Ctrl D nó sẽ sao chép và dán vào luôn cái track mà bạn vừa chọn. Ok, và bây giờ bạn lại phải dùng tiếp cái tính năng motion tracking. Bạn kích đúp vào. Kích đúp vào bởi vì là mình đã có cái motion tracking ở đây rồi. Bây giờ bạn sẽ reset nó. Bạn ấn vào nút này để reset cái tính năng này. Tức là xóa đi và bạn track lại cái khuôn mặt khác. Ấn vào đây. Ok, sau đó là bạn sẽ chọn vào cái điểm track này. Ok, chọn vào cái điểm track này. Sau đó bạn chọn vào cái khuôn mặt thứ hai. Khuôn mặt thứ hai mà bạn cần track nhé. Rất đơn giản thôi. Sau bạn nhấn vào start tracking. Mình sẽ kéo cái kim thời gian về đầu này. Sau nhấn vào đây, start tracking. Đó. Lại track tiếp vào cái khuôn mặt thứ hai và các bạn lại đợi một tí. Ok, sau khi track xong, các bạn lại add mosaic, các bạn ấn vào nút này, add a mosaic. Rồi các bạn lại chọn cái loại. Ví dụ mình sẽ chọn cái loại này. Sau đó mình sẽ kích vào đây, mình để mình thu bé nó lại vào giữa cái mặt cô này thôi. Ok. Và tiếp theo bạn làm tương tự cho cái mặt cái ông này. Kích vào ok nhé. Cái mặt ông này bạn lại thêm cho nó một cái video check nữa, add check ở chỗ này. Đó. Lại chọn vào cái video check đó và lại chọn vào cái video, sau đó nhấn Ctrl D để nhân đôi nó lên. Tiếp theo bạn sẽ đặt cái kim thời gian về đầu, kích đúp vào cái video. Sau đó bạn lại reset cái motion check lại. Sau đó đặt lại cái điểm check. Lại kích vào cái video.
kích vào cái điểm track này nhá, sau kéo vào cái mặt của cái chú này, của cái chú râu dài này. Ok, sau mình nhấn vào start tracking. Ok, tương tự như thế, bạn sẽ add thêm mosaic, add ở mosaic, sau lại chọn loại khác. À, mình sẽ chọn loại ngang này đi, kích vào đây để thu bé nó lại cho đúng vào cái mặt của cái chú râu dài thôi. Đó, bạn kích vào ok, như vậy là xong rồi. Và bây giờ bạn tiếp theo ấy là bạn sẽ giấu tất cả các cái track ở bên trên này đi, bạn giữ chỉ có một cái video ở bên dưới cùng thôi để cho nó hiện xuất hiện tất cả các cái hiệu ứng mờ. Bạn giấu bằng cái con mắt này nhá, ấn vào con mắt này. À, giấu thôi nhé, các bạn đừng có xóa đi nhé. Và đây là cái hiệu ứng mà làm mờ nhiều khuôn mặt với Filmora. Ok, đây là cái cách thứ nhất để làm bạn làm mờ nhiều khuôn mặt. Thế còn nếu mà có một số bạn mà không muốn chèn nhiều các cái lớp lên ở trên video, trên timeline như này ấy, thì bạn có thể làm theo cách thứ hai. À, ví dụ mình có một cái video kéo xuống đây. Rồi, đầu tiên ấy thì các bạn cũng phải làm motion track cho nó giống như cái một đi. Ví dụ mình sẽ copy cái này ra nhé, copy cái này, Ctrl C, đặt nó ra đây nhé. À, đây là bạn sẽ copy nó ra và bạn sẽ đặt ở trên cùng này. Mình sẽ đặt trên cùng này cho nó đỡ bị ấy. À, đây đúng không? Có cái hiệu ứng này. À, kéo ở đây. Sau mình sẽ kích hoạt cái motion track ở chỗ này. À, add mosaic và mình chọn vào mosaic. Và ok. Sau khi bạn làm được cái khuôn mặt thứ nhất rồi nhé. Ví dụ mình kéo đây nữa. À, làm được cái khuôn mặt thứ nhất rồi thì bạn sẽ xuất bản nó ra. Thì với Filmora 11 bản mới nhất ấy, thì các bạn có thể xuất bản một phần timeline. Ví dụ mình sẽ chọn vào cái này để mình nhấn xuất bản và mình sẽ nhấn phím X để mình chọn chỉ cái khu vực này thôi. Sau đó mình sẽ nhấn vào export. À, sau khi bạn xuất bản nó ra thì bạn lại đưa nó lại vào Filmora và bạn lại làm motion track lại. À, đây ví dụ blur một ví dụ. À, và bạn nhớ chọn vào cái setting này nhé, tăng cái bitrate này lên 20.000 nhé, kích vào ok, sau đó bạn export. À, tức là về nguyên tắc là bạn sau khi mỗi lần bạn làm mờ một cái thì bạn xuất nó ra, sau bạn kéo nó vào và bạn xóa cái hiệu ứng và cái clip mà vừa mới làm motion track rồi đi. Ok, sau khi xuất xong thì các bạn nhấn vào open folder nhé, open folder để bạn mở nó ra. À, và bạn kéo nó lại vào trong Filmora, kéo vào cái media. À, sau khi kéo vào thì bạn có thể xóa cái này đi, bạn nhấn shift X để bạn bỏ cái phần chọn và bạn xóa cái này đi và bạn kéo cái track, gọi là kéo cái video mà bạn đã làm motion track rồi ấy. Đấy. Và bây giờ bạn lại làm tiếp khuôn mặt thứ hai, khuôn mặt thứ ba. Ok, đấy là cái cách thứ hai để bạn có thể làm mờ nhiều khuôn mặt với Filmora 11. À, nói chung là cả hai cách thì đều tiện như nhau thôi. À, bạn thích thì bạn dùng cách nào cũng được. À, ok, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Và nếu như các bạn mới đến kênh của mình ấy, thì nhớ đăng ký kênh của mình và nhớ bật chuông lên để có thể xem những video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.